Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Khánh Tường là một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu hóa gan mật tại Việt Nam. Hiện bà đang là trưởng khoa y, trưởng bộ môn nội, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Với 27 năm công tác tại ngôi trường này, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Khánh Tường còn đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các hội như Hội Gan Mật Việt Nam, Hội Tiêu hóa Việt Nam. Trưởng thành từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bà tốt nghiệp đại học năm 1994 và thạc sĩ năm 2000. Năm 2016, tại Đại học Y Dược Huế, bà hoàn thành tiến sĩ y học chuyên ngành nội tiêu hóa. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Khánh Tường tham gia nhiều báo cáo nghiên cứu chuyên môn, viết sách và trong đó có nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh công tác chuyên môn, tham gia đào tạo, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Khánh Tường còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe gan mật tiêu hóa trên các kênh truyền thông.